Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần Bevel Profile. Các bạn vào phần 3 này, dựng hình. Chọn File Bevel Profile này. Ấn OK. Đây là cái file để chúng ta thực hành. Ok, cái hình này là cái hình helix nhé. Cái hình helix này để tạo thì các bạn vào create. Chọn cái shape này. Đó, chọn helix. Và các bạn có thể tạo bằng cách kéo ra này, kéo vào này. Kích một phát nữa này. Đó, sau đó chúng ta có thể chỉnh các cái thông số ở bên này. Rồi, để thực hành lệnh Bevel Profile thì các bạn sẽ chọn cái helix này. Chúng ta vào phần Modify. Trong này có mục Modify List này. Bạn chọn cho nó sổ ra này. Thì ở dưới này có rất là nhiều lệnh để chúng ta dựng hình và chỉnh sửa hình. Chúng ta chọn lệnh Bevel Profile thì các bạn sẽ gõ chữ B. Đây, chọn Bevel Profile này. Đó thì nó sẽ xuất hiện là thêm một cái lớp ở trên này. Đây cái hình helix gốc của chúng ta này. Còn trên này là lệnh Bevel Profile. Đây các bạn, khi mà chọn đây thì các bạn thấy là cái phần modify dưới này nó sẽ hiện ra các cái thông số để chúng ta chỉnh. Thì ở đây nó có hai chế độ thì mình sẽ chọn cái chế độ classic nhé. Chế độ cơ bản này. Đó, như các bạn thấy thì nó sẽ không có gì cả. Bởi vì chúng ta chưa chọn cái đường tiết diện của nó. Các bạn chọn Pick Profile này. Kích vào cái tiết diện này. Đó thì sẽ thấy. Sẽ thấy là cái vật thể này nó sẽ chạy theo cái đường tiết diện này. Và để ẩn hiện cái này thì các bạn kích vào con mắt này nhé. Đây, kích vào con mắt này. Và như các bạn thấy thì ở cái vật thể này của chúng ta nó chưa kín, nó bị hở cái đầu ở đây. Hở ở đầu này. Nếu mà hở như này thì khi mà chúng ta render, ấn render ra thì nó sẽ không có cái đầu ở đây. Ấn Shift Q để render nhé. Và chúng ta sẽ dùng một lệnh, đấy là lệnh cap. Các bạn gõ chữ cap. Cap hole có nghĩa là phủ lại cái lỗ này. Đó thì nó sẽ thành như vậy. Họ render ra thì chúng ta sẽ thấy cái tiết diện. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lệnh Bevel Profile và sẽ thử chọn các cái tiết diện khác nhé. Thì các bạn kích vào Bevel Profile, Pick Profile và chọn các cái tiết diện khác. Đây, tròn. Tròn này. Hình lục lăng này. Cái này chúng ta ví dụ dựng cái công viên nước, chúng ta có cái cầu trượt nước ấy. Mình có thể dựng cái cầu trượt nước bằng cái tiết diện này. Đó. Cầu trượt. Rồi. Lệnh Bevel Profile nó chỉ có vậy thôi.